Phần mềm mỏng mọi người chê nó xấu, nó đẹp về ăn hiếp không thế là đường thấy người khác đi ăn hiếp tôi không buồn cho người ta nữa, thấy tôi vô duyên không trời ơi. Nhìn tôi cười chắc mấy người mắc cười lắm chứ gì, tôi cũng biết nhìn tôi rất là mắc cười. Tôi là trò mua vui mà, thấy không, chỉ có con tôi mẹ con mới không, mọi người chê nó xấu, nó đẹp như vậy mà mọi người chê nó xấu rồi được không, nó dễ thương như vậy nè, nó ấm áp như vậy nè mà mọi người chê nó xấu thì như thế nào gọi là đẹp ha, thấy chưa, nó lúc nào cũng ở bên cạnh tôi hết á, thì tôi khóc lúc nào nó cũng có mặt hết á, mà nó rất là hiểu chuyện, khi tôi khóc nó im lặng không nói một tiếng nào luôn, nó biết bây giờ chỉ cần một câu nói thôi tôi cũng sẽ trở nên vụng vỡ. Nhiều người đang coi chắc đang cười tôi đúng không, cười sao nhỏ này tới ngày khùng tới ngày quay clip này kia kia nọ mà người cười, mọi người chỉ biết cười thôi, nhưng mà tôi nói để cho mọi người biết, để cho mọi người được bọn mọi người tưởng khùng là sướng lắm à, đấu tranh cái sự khùng nó khủng khiếp lắm chứ bộ, mà khùng mà xấu thì còn chỗ chứa chứ khùng mà đẹp có ai chứ.